Dạ thưa sư, sư cho con hỏi những ai sanh thiên có còn nhớ về những việc trước khi còn ở cõi người không ạ? Và khi ai đó đã sanh thiên thì làm cách nào để làm thiện pháp, làm phước hay chỉ chờ hết phước thì lại đi tái sanh? Thứ nhất á, là cái chuyện mà mình sanh thiên thì được mô tả trong kinh. Cái gì chờ tí. Coi lại cái dây điện nè, nó không có pin, không có điện. Lấy cổ cắm điện ở bên dưới, lấy cổ cắm điện bên dưới, thay vô. Đó. Rồi được rồi. Rồi thôi chúng ta tiếp ha. Cái chuyện mà nhớ về cái cõi người á, thì việc sanh thiên được mô tả là giống như là một người ngủ và thức dậy và thấy mình ở cõi trời vậy đó. Tức là cái chuyện đi đầu thai ở cõi trời là như vậy. Thì nó cũng giống như cái chuyện ngủ á, là khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta có còn... khi chúng ta tỉnh dậy á, thì chúng ta có còn nhớ tới giấc mơ hay không? Thì có đôi khi chúng ta nhớ, nhưng mà nếu như mình để lâu quá, mình không để ý tới, thì tự nhiên mình quên, mình không có nhớ nữa. Nghĩa là nếu như á, lúc vừa thức dậy mà chúng ta nghĩ ngay tới giấc mơ của mình á, là mình còn nhớ, nhưng mà theo thời gian trôi qua là mình không nhớ nữa. Chư thiên thì cũng vậy á. Nếu như mà vị đó lúc vừa sanh ra đó, vị đó suy nghĩ là do đâu mà ta sanh và ở đây, thì nhờ nhân duyên như thế vị ấy sẽ nhớ được. Còn nếu như mà vị đó ham chơi, tức là vừa sanh ở cõi trời, quý vị cứ tưởng tượng đi, một cái khung cảnh thiệt là đẹp, có đền đài lầu cát, có tiên nữ vây quanh các thứ, chỉ cần vị đó ham chơi thôi, thì ham chơi một hơi là vài trăm năm, chuyện đó bình thường. Tới hồi mà vài trăm năm trôi qua rồi, quý vị nghĩ coi, cõi người có mấy mươi năm thôi, mà chơi ở cõi trời suốt mấy trăm năm thì còn đâu mà nhớ. Đó, một ngày một đêm ở cõi Đao Lợi là bằng 100 năm cõi người. Mà chơi chừng 3 ngày là hết 300 năm rồi. Thì nó gấp mấy lần cái thời gian của cõi người, thì lấy đâu ra mà còn nhớ được cõi người nữa. Cho nên là có những trường hợp mà ham chơi là quên. Còn nếu mà vừa sanh ra mà nghĩ do đâu tôi sanh về cõi này thì nhớ. Trừ trường hợp một số vị có định tâm mạnh thì còn có thể nhớ, chứ còn đa phần là lâu quá họ cũng quên thôi ha. Rồi khi sanh thiên thì nếu quý vị chịu khó đọc kinh á, thì quý vị thấy chư thiên khi mà Đức Phật xuất hiện thì họ xuống cõi người, họ làm phước rất là nhiều. Thậm chí cho tới thời buổi hiện tại bây giờ, Tam Bảo vẫn còn tồn tại ở thế gian, chánh pháp vẫn còn tồn tại ở thế gian, thì chư thiên họ vẫn xuống họ hộ độ mình, cái hộ độ những người tu, những người tu hành chân chánh thì vẫn bình thường, vẫn còn rất là nhiều. Cho nên là đương nhiên là chư thiên họ vẫn tiếp tục họ làm thiện pháp, vẫn làm phước, chứ tại sao họ lại chờ hết phước? Chỉ có những người mà ham chơi á, thì họ mới không làm phước thôi ha. Và quý vị gửi câu hỏi thì vui lòng gửi về ở trong như ngài ăn vui thế, trong các ngày ấy có tạo Đức Phật để ngài độ không? Đương nhiên là các vị mà được nói thì không thể nào nói hết được. Ví dụ như trường hợp ngày Angulimala thì sư không nhớ là có kể là ngài đã từng làm cái phước gì trong quá khứ hay không. Nhưng mà có những vị là được Đức Phật kể chuyện tiền thân, như là ở trong Chú Giải Pháp Cú thì ngài đã cái vị thánh đó là ở kiếp quá khứ, là các vị đó đã tạo rất nhiều cái phước có liên quan đến sự giải thoát giác ngộ. Ví dụ như là ở kiếp quá khứ thì vị đó đã đặt bát cúng dường một vị Phật độc giác,
hoặc là đặt đặt bát cúng dường một vị chánh đẳng giác, hoặc là đặt bát cúng dường một vị thánh tăng, thì nhờ cái phước quá khứ đó mà vị đó gieo duyên giải thoát giác ngộ về sau. Hoặc là quý vị có thể xem ở trong trưởng lão kệ, tức là bao gồm trưởng lão tăng kệ và trưởng lão ni kệ, thì đều có kể chuyện là các vị thánh do quá khứ đó từng làm các điều phước thiện đến với Tam Bảo, cho nên là đã gieo duyên giải thoát. Còn quý vị hỏi là tất cả các ngài ấy, thì xin thưa là không biết được. Mình không thể nào có câu trả lời chắc chắn khi mà mình không chắc chắn. Tại vì muốn gọi là tất cả thì mình nói là tất cả là bao gồm những ai. Và mình phải xét hết từng vị một, nghĩa là mình phải xét các vị thánh hồi xưa tới giờ là bao nhiêu vị chứng thánh, rồi mỗi vị như thế là quá khứ họ đã từng làm gì, thì sư xin thưa sư không có năng lực thần thông đó. Và Đức Phật ngài cũng hình như là ngài cũng không có nói cái gì cái vụ là thời nay muốn chứng thánh là thời đời trước phải tu, thì hình như không có. Hơn nữa ở trong kinh thì trong cái phẩm ngàn á, pháp cú cặp phẩm ngàn, Đức Thế Tôn nói là đừng coi thường ân đức của Tam Bảo, đặc biệt là Pháp Bảo. Bởi vì dù cho chỉ một câu thôi mà nếu vị ấy có sự suy tư đúng đắn thì vị đó đều có thể đi đến sự chứng đắc đạo quả. Ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.